Khi Bồ Đào Nha hành quân đến Pháp 7 năm trước, có lẽ không ít các cổ động viên của đội bóng này phải đặt ra câu hỏi về anh chàng tiền đạo có tên là Eder xuất thân từ đâu. Sự nghiệp của chàng tiền đạo này không quá nổi bật khi phần lớn các câu lạc bộ mà Eder từng thi đấu chỉ là các đội bóng hạng trung ở Bồ Đào Nha, Anh và Pháp. Sau 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, dù chơi ở vị trí tiền đạo nhưng tất cả vốn liếng mà Eder tạo ra cho đến chức vô địch Euro 2016 là 68 pha lập công tại cấp độ câu lạc bộ. Đội bóng đáng chú ý nhất mà anh từng chơi ở câu lạc bộ khi ấy là một đội bóng đang thi đấu tại Premier League, Swansea City. Nhưng Eder cũng chỉ thi đấu cho những chú thiên Nga sau nửa đầu mùa giải 2015-2016 với 15 lần ra sân mà không ghi nổi được một bàn thắng nào. Bước sang giai đoạn 2, chân sút 29 tuổi này đã bị đẩy sang Lille. Và phong độ khá tốt của Eder với 6 bàn thắng sau 14 trận tại Ligue 1 là nguyên nhân chính khiến cho ban lãnh đạo của Lille quyết định mua đứt tiền đạo này trước ngày anh hội quân cùng các đồng đội tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Mặc dù đạt điểm rơi phong độ ngay trước thềm Euro, nhưng nhìn cả ngay chặng được giải trước đó, chuyện các cổ động viên không biết cái tên Eder cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vốn không phải là chân sút sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, ngoại trừ chiều cao linh khinh cộng với dáng vẻ thô kệch bên ngoài, số bàn thắng của anh khi khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ vỏn vẹn là 4 bàn mà thôi. Cho đến trước trận chung kết, Eder chẳng hề được huấn luyện viên Santos đoái hoài trong hành trình kỳ diệu của các đồng đội. Đồng thời tổng thời gian ra sân của anh chỉ là 13 phút mà thôi. Nhưng ông trời đã sắp đặt để Eder trở thành người hùng của dân tộc. Phút thứ 8 trong trận thư hùng với đội tuyển Pháp, niềm hy vọng số 1 trên hàng công là Cristiano Ronaldo tập tễnh rời sân cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chẳng ai tin Bồ Đào Nha có thể làm được điều gì đó trước sức tấn công điên cuồng của các siêu sao đội chủ nhà. Ấy thế mà họ cứ lần lượt vượt qua từng cơn sóng gió. Phút thứ 79, chàng tiền đạo vô danh Eder bước vào sân từ băng ghế dự bị. 30 phút sau, anh khiến sân vận động Stade de France chia làm hai nửa. Một nửa vỡ òa vì tiếng hò reo, nửa còn lại rơi tóm xuống đáy của bờ vực thất vọng. Eder kể lại, khi ấy tôi nhận được bóng và cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của Koscielny. Tôi nhanh chóng nhìn thấy khoảng trống để dứt điểm và tôi quyết định thực hiện điều đó bằng tất cả lòng quyết tâm của mình. Thật không thể tin nổi, bóng đã bay vào lưới. Một khoảnh khắc không thể nào tưởng tượng được đối với tôi. Mọi thứ trở nên vĩ đại khi chúng tôi trở thành nhà vô địch châu Âu. Khi giơ cao chiếc cúp bạc danh giá, Ronaldo và các đồng đội đã được ghi thẳng vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha. Họ phải cảm ơn người hùng thầm lặng của mình rất nhiều. Vào giây phút nguy nan nhất, Eder đã đem vinh quang về cho tổ quốc. Thật chớ trêu rằng bản thân các đồng đội còn chẳng thèm đặt niềm tin vào anh khi ấy. Sau khi trận đấu kết thúc, báo chí Bồ Đào Nha dùng mọi mỹ từ như pha xoay người siêu đẳng hay vũ khí sau tay áo để nói về việc Eder tỏa sáng. Tuy nhiên về sau, sự thật đã được chính y các đầu Quaresma tiết lộ. Ai cũng nói rằng việc Eder vào sân cuối trận đã mang tới một linh cảm may mắn nào đó cho chúng tôi. Nhưng thực ra đó là điều nhảm nhí. Sự thật là chẳng ai muốn anh ta vào sân lúc đó cả. Tiết lộ của Quaresma cho thấy sự hiện diện của Eder chỉ để cho đủ 11 người trên sân. Lúc Eder được tung vào sân, cậu ta đã quay ra nói với tôi rằng mình sẽ ghi bàn. Và quả thực, con vịt xấu xí ấy đã vào sân và ghi bàn, để giờ cậu ấy là con thiên Nga xinh đẹp. Huấn luyện viên Fernando Santos thừa nhận mình bị sốc khi tiền đạo luôn bị chê là chân gỗ có thể tung ra cú sút hiểm hóc đến như vậy. Trong các bộ phim, khi nhân vật chính lóe sáng sau cả một đời khó khăn, anh ta sẽ lột xác và thay đổi cả cuộc đời. Nhưng trong cuộc đời của Eder thì lại là minh chứng hoàn hảo cho câu nói một phút huy hoàng rồi chập tắt. Nhưng cũng chính khoảnh khắc chọc thủng lưới Hugo Lloris thì Eder đã tự tay chấm dứt sự nghiệp của mình tại Lille. Trên Twitter, tài khoản của câu lạc bộ Lille viết: sự thất vọng của nước Pháp là rất lớn, nhưng chúng tôi đồng thời rất tự hào khi có được một tiền đạo như vậy trong hàng ngũ đội bóng. Tuy nhiên, các cổ động viên của câu lạc bộ này nói riêng cũng như toàn nước Pháp nói chung không suy nghĩ rộng lượng được như vậy. Người dân Pháp vẫn đau khi nghĩ đến đêm chung kết Euro 2016 đầy cay đắng. Một gã vô danh đã phá hỏng bữa tiệc ăn mừng tại Paris. Họ sẵn sàng chửi rủa hay tỏ thái độ khinh miệt nếu như nhìn thấy Eder. Anh thừa nhận mình luôn trong trạng thái bất an. Chưa hết, những người thất bại còn đem cả thù hận vào trận đấu. Trên tất cả các sân cỏ khắp đất nước hình lục lăng, chỗ nào Eder cũng bị huýt sáo phản đối. Đau lòng nhất là ký ức tại sân công viên các hoàng tử. Gần như 75.000 khán giả ở trận Paris Saint-Germain gặp Lille đều huýt sáo, la ó lầm ý mỗi khi cầu thủ này chạm chân vào bóng. Ngay cả trọng tài cũng có ác cảm với Eder. Các trọng tài liên tục bắt lỗi khiến tôi không thể tập trung để thể hiện mình. Đối thủ thấy trọng tài không ưa chân sút Bồ Đào Nha nên cũng tranh thủ tầm quất anh hội đồng. Ở tất cả các sân cỏ khắp nước Pháp,
chỗ nào Eder cũng vấp phải sự phản đối và ghẻ lạnh. Tuyển thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha là người bị các đối thủ phạm lỗi cũng như bị các trọng tài Pháp thổi phạt việt vị nhiều nhất trong đội hình của huấn luyện viên Patrick Kohnlot. Trước tình cảnh khốn khổ của cậu học trò, huấn luyện viên Patrick Kohnlot lên tiếng: công chúng Pháp cần phải nhận thức rõ, Eder cần được tôn trọng nhiều hơn. Mùa giải 2016-2017, bầu không khí độc hại tại xứ sở hình lục lăng đã giết chết giấc mơ đổi đời của Eder. Anh vật vờ ở Linh, chỉ ghi được 6 bàn sau 31 trận ở Ligue 1 và Linh khép lại mùa giải với vị trí thứ 11. Người hùng của đội tuyển Bồ Đào Nha bị nêu tên trong top 5 vụ chuyển nhượng gây thất vọng nhất. Tình hình tồi tệ ấy buộc ban lãnh đạo của Linh phải mạnh tay. Mùa giải 2017-2018, đội bóng này đẩy Eder sang Lokomotiv Moscow theo bản hợp đồng cho mượn. Ở Nga, Eder đã giành 3 danh hiệu là chức vô địch quốc gia 2017-2018, cúp quốc gia Nga 2018-2019 và siêu cúp Nga 2019. Chẳng thể nói đó là những danh hiệu lớn khi chưa bao giờ Nga là một giải đấu được đánh giá cao ở châu Âu. Khổ một nỗi khi đã đến một giải đấu có sức cạnh tranh thấp hơn rất nhiều thì Eder vẫn không thể tỏa sáng. Mùa giải 2018-2019, anh chỉ nổ súng được một lần sau 10 trận. Sang tới mùa giải 2019-2020, mọi thứ có vẻ khá khẩm hơn với anh. Khi anh có 5 pha lập công sau 13 trận đấu thì dịch bệnh lại kéo đến và giải vô địch quốc gia Nga phải hoãn lại như nhiều giải khác tại châu Âu. Đương nhiên phong độ chẳng có gì ấn tượng ấy không thể giúp anh có một suất ở đội tuyển quốc gia. Vì thế người hùng Euro 2016 giờ chỉ là dĩ vãng và không thể đánh đổi suất lên tuyển. Anh thậm chí còn không thể góp mặt ở Confed Cup 2017, giải đấu mà Bồ Đào Nha đã về thứ 3. Và dĩ nhiên là không được triệu tập thể tham dự World Cup 2018. Chưa hết, Eder cũng chỉ được chơi thêm vỏn vẹn 6 trận cho Bồ Đào Nha kể từ sau Euro 2016. Cả một đời Eder dường như chỉ nhuốm màu buồn bã. Để có một tương lai tốt hơn, gia đình Eder đã chuyển từ Gaibitzou đến Bồ Đào Nha khi anh chỉ mới 2 tuổi. Không lâu sau đó, mẹ ruột của cầu thủ sinh năm 1987 qua đời. Gia đình Eder lưu tán từ đó, hai chị lưu lạc anh sinh sống. Các người anh của Eder vẫn ở lại Bồ Đào Nha. Riêng Eder được gửi tới trại trẻ mồ côi vào năm lên 8. Vì cha và mẹ kế của anh dù đã cố gắng nhưng vẫn không đủ sống. Trong cuộc phỏng vấn năm 2016, Eder từng tiết lộ cha đẻ của anh hiện đang ở tù vì tội giết vợ. Chính là mẹ kế của Eder, ông Antonio Lopez được cho là đã ra tay rất dã man, đánh và bóp cổ nạn nhân. Sau đó ông ném thi thể xuống sông. Eder đã phải sống trong mặc cảm khi chỉ mới 12 tuổi. Tuy nhiên cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn luôn tin cha mình vô tội. Ông ấy là cha tôi và tôi tin ông ấy. Cha tôi nói rằng ông ấy không giết người. Tôi không nói tòa án đã làm điều gì sai nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều đó. Tôi tin ông ấy. Ông ấy cũng sắp mãn hạn tù và tôi sẽ chăm sóc ông ấy. Tại trại dành cho trẻ mồ côi, cầu thủ người Bồ Đào Nha lấy quả bóng làm niềm vui. Anh chơi bóng bằng chân trần và trên bề mặt sân đầy vụn vỡ kính. Đó là câu chuyện mà chúng ta thường được nghe về siêu sao bóng đá, nhà nghèo, chơi bóng trên những sân bóng gồ ghề khổ sở và cuối cùng là sở hữu tài năng phi phàm. Nhưng chàng Eder tội nghiệp thì chỉ phát triển được thể chất mà thôi. Còn tài năng của anh mãi chỉ dừng lại ở cỡ trung bình. Tôi có lẽ phải xem đi xem lại bàn thắng ấy đến 15 lần ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ nói thật là mình còn xem nó nhiều hơn nữa. Tôi thậm chí còn vào YouTube thường xuyên chỉ để xem lại khoảnh khắc định mệnh ấy. Nó luôn mang đến cho tôi những xúc cảm không thể nào diễn tả được. Nếu cuộc đời ai cũng có một kỷ niệm huy hoàng như Eder, ước nguyện muốn đắm chìm vào vùng ký ức đẹp đẽ ấy là hoàn toàn chính đáng. Nhưng trong trường hợp của chân sút sinh năm 1987 lại khiến người ta cảm thấy thương cảm. Chúa đã chọn anh mang về vinh quang cho dân tộc nhưng không ban cho anh sự nghiệp của một người hùng.